Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thăng Long TV Cộng. Một bản tin ngắn ngày hôm nay tôi xin đưa tới quý vị và các bạn như sau. Thứ nhất là cái cô Phạm Đoan Trang ấy là đã được đi tù 9 năm. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái điều xảy ra ở phiên tòa là một số những cái quan chức gọi là cán bộ ngoại giao ấy, của một số nước như Séc, Thụy Sĩ, EU thì đến phiên tòa đòi vào để không biết làm gì. Đấy, không biết làm gì, nhưng mà tóm lại là chúng ta thấy là họ cũng đến muốn quấy rối một tí, đúng không? Nhưng mà quan điểm của tôi thì họ không làm gì được đâu. Thứ nhất là Phạm Đoan Trang là công dân có quốc tịch Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam thì nhà nước Việt Nam người ta sẽ xử, người ta sẽ xử theo đúng pháp luật Việt Nam. Cho nên không có cái chuyện mà có một cái người ở cán bộ của quốc gia khác xong là xen vào cái công việc nội bộ của quốc gia mình. Thì tôi không đồng ý cái chuyện đó, không thể được xen vào. Giống như là cán bộ ngoại giao của tôi, của Việt Nam chúng ta ấy, mà ở các nước khác xong là đi xen vào công việc nội bộ của các phiên tòa của các quốc gia khác thì không thể, không có và không thể được, đúng không? Thế chúng ta quan hệ ngoại giao đã có cái cơ sở ngoại giao ở Hà Nội hay ở Việt Nam thì phải tôn trọng chủ quyền, tôn trọng những cái công việc nội bộ của nhau, không xen vào nhau. Thì tất nhiên là họ có những cái giật dây gì đó thì mình không biết, nhưng tóm lại là họ có đến, họ đưa mẹ của cái cô Đoan Trang đến trước cổng chụp ảnh, chụp biết cái chụp mục đích là cũng là đánh phá vào cái phiên tòa bằng cách vi lích mõm thôi, chủ yếu là gửi cho các cái báo RFA, VOA, VOV và chắc chắn là hôm nay chúng nó đưa tin, chúng nó sẽ dùng những cái ảnh đó chúng nó đưa tin, chúng nó nói thế này thế kia, nhưng mà trên thực tế thì là sai lẻ, theo tôi là sai lẻ, không có một cái cán bộ quốc gia nào mà dám can thiệp vào cái công việc nội bộ của Việt Nam. Trong đó chúng ta không thấy là cán bộ của Nga, không thấy cán bộ Trung Quốc, không thấy cán bộ của Triều Tiên, Cuba, cán bộ ngoại giao đến phiên tòa để đòi nọ đòi kia, không có, chỉ có cái lũ ấy thôi, một số lũ thôi. Đấy là cái tin thứ nhất. Cái tin thứ hai là ngày hôm qua như các bạn biết rằng là ngày quốc khánh của Ukraine thì ông Tổng thống Ba Lan ấy đã sang gặp với Zelensky là tay bắt mặt mừng, hoành tráng lắm. Nhưng mà mục đích chính ông nêu rõ là sang để tiếp quản dần cái vùng đất Tây Ukraine để Ba Lan kiểm soát. Ông không nói rõ rằng là trao trả cho ông, mà theo cái kiểu là tôi sang để xem tình hình để tiếp quản đấy, từng phần một. Và ông nói là phải tiếp quản đúng quy trình, đúng quy trình. Zelensky và ông Duda đấy, ông tổng thống Ba Lan đấy, là để bắt tay với nhau. Và cái phía Tây là phía phát xít, phía Tây là phía chống Nga kịch liệt đấy, và thân Ba Lan. Và như vậy thì đồng nghĩa với việc là ông tổng thống Zelensky là bán nước. Nếu mà các cái vùng đất phía Tây của Ukraine mà giao kiểm quyền sát cho Ba Lan, vậy là tổng thống này bán nước à? Ngoài việc bán đất nông nghiệp, ngoài việc bán vàng, ngoài việc các kiểu ABC thì bây giờ hóa ra là bán nước hay là như nào các anh chị? Tôi chưa hiểu cái hành động này như nào. Này, tay bắt mặt mừng là như vậy. Và không biết là dân Ukraine họ sẽ nghĩ sao và như thế nào. Thì đúng như những gì cuộc chiến ban đầu xảy ra khi mà chúng ta phân tích về tình hình chiến sự ấy, thì chúng ta thấy là cái khu vực Tây là khu vực thân phát xít, và một bên là chính thống giáo, bên là Thiên Chúa giáo, nó chọi nhau. Và bây giờ thì nó đang lộ dần ra rồi. Cho nên cái cuộc chiến ở Ukraine mà ông Ba Lan ông ấy gọi là nhúng tay vào, ông ấy là cái thành viên tích cực nhất ấy, đúng không? Thì ông có chấm mút ở đấy. Như thấy là chúng ta thấy là như vậy là có chấm mút rồi. Và ông có nói rằng là Anh và Mỹ là phải ủng hộ ông ấy thôi, là phải cắt cái phần phía đất Tây của Ukraine cho ông ấy để ông kiểm soát theo lộ trình đúng quy trình. Thế còn tin từ bên Nga thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga thì có nói rằng là tuyên bố rằng là sẽ khôi phục lại Liên Xô, sẽ khôi phục lại Liên Xô, mục đích là phải khôi phục lại được Liên Xô. Và theo thăm dò dư luận ở Nga thì là 70% dân số Nga là đồng tình với việc khôi phục lại Liên Xô. Kể cả trong cái cờ hải quân của Nga ngày hôm nay cũng đã có thêm hình ảnh của búa liềm. Và như các bạn đã thấy là trong suốt các chiến dịch đặc biệt ở Ukraine thì chúng ta đều thấy cờ búa liềm, cờ của Liên Xô. Thì chúng ta chờ xem
diễn biến như thế nào, một chút tin ngắn ngủ, tin nóng trên kênh Thăng Long TV Cộng gửi tới quý vị và các bạn, và chúc quý vị và các bạn một buổi chiều vui vẻ. Hiện nay thì Hà Nội đang mưa, âm u lắm. Đây các bạn, âm u lắm. Đấy. Chào tạm biệt quý vị.